Đền Lương Sử, còn được gọi là Đình Lương Sử, có địa chỉ tại số 88 ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thế kỷ thứ 19, Lương Sử, nguyên là đất Tổng Hữu Nghiêm, sau đổi thành Tổng Yên Hòa, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Sở dĩ gọi là đền Đình Lương Sử là do Lương Sử được hợp nhất bởi hai thôn Ngự Sử và Lương Tỷ. Thôn Ngự Sử được vua Lý Thái Tông cho xây dựng đền năm 1034-1038, thờ tướng quân Phạm Cự Lượng. Thôn Lương Tỷ có ngôi đình thờ Cao Sơn Đại Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh nhưng đã bị đổ nát. Giữa thế kỷ thứ 19, hai thôn này hợp nhất thành thôn Lương Sử. Như vậy, đền Đình Lương Sử ngày nay chính là sự sát nhập của hai di tích đền Ngự Sử thờ Phạm Cự Lượng và đình Lương Tỷ thờ Cao Sơn Đại Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Sự dung hợp yếu tố tín ngưỡng của hai di tích đã tạo cho ngôi đền Lương Sử trở nên lý thú, bởi nó vừa mang chức năng của ngôi đền thờ thần, vừa mang chức năng của ngôi đình thờ thành hoàng làng. Tưởng nhớ đến công lao của các thần linh, hàng năm dân làng Lương Sử tổ chức lễ hội vào ngày 20 tháng Giêng và ngày 19 tháng 2 âm lịch. Từ 8 giờ ngày 19 tháng Giêng, trong sân đình, các nghệ sĩ biểu diễn ca múa nhạc chào mừng, khiến cho không khí mỗi lúc một náo nhiệt. Lễ vật gồm xôi gà, hương hoa, oản quả, thanh bông, kim ngân, chầu rượu, được ban tổ chức thịnh soạn dâng lên làm lễ cáo với ngài. Nghi thức tế cáo yết thành hoàng cùng múa sinh tiền được đội tế nam và nữ tiến hành cùng các tiết mục văn nghệ biểu diễn cho tới tận tối khuya. Ngày 20 tháng Giêng, từ sáng sớm, ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị lễ vật dâng lên các ban thờ. Nghi thức tế do các cụ ông đảm nhiệm được tiến hành từ sớm trước khi tiến hành khai mạc lễ hội. Đội tế gồm 17 người, chủ tế trong trang phục màu đỏ giữ ngôi vị cao nhất. Các thành viên khác trong trang phục áo xanh quần trắng đội mũ đi hia. Tuần tự là các tuần trà, rượu, nước được dâng lên theo hiệu lệnh của ông chủ tế. Sau đó, ông chủ tế đọc chúc văn ca ngợi công đức của các vị thần linh đối với dân, với nước, đồng thời cầu mong các ngài hãy tiếp tục chở che, phù hộ quốc thái dân an, mọi nhà yên vui hạnh phúc. Tiếp theo, đội tế nữ dâng hương lên thành hoàng trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Các bà trong trang phục tươi tắn, rực rỡ sắc màu. Người dân đứng chật kín trong sân đình, chăm chú hướng theo điệu múa xênh tiền và những bước đi uốn lượn theo nhịp chiêng phách cùng tiếng nhạc của phường bát âm, trong sự kính cẩn trang nghiêm mang đậm nét dân gian truyền thống. Lễ dâng hương kết thúc, đến trưa ban tổ chức làm lễ tạ thần. Lộc tại các ban được hạ xuống để mọi người cùng thụ hưởng. Những ai không có mặt được chia theo các suất gửi về các gia đình với ý nghĩa sẽ được may mắn trong cả một năm. Cùng với những nghi thức tế lễ, các trò chơi dân gian ngày nay vẫn được duy trì như cờ tướng, cầu lông, chọi gà, bóng bàn, tạo không khí vui tươi, gắn kết các thành viên trong cộng đồng nhằm củng cố khối đoàn kết toàn dân, góp phần trong việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, duy trì tốt các thuần phong mỹ tục. Lễ hội đền Đình Lương Sử là sinh hoạt văn hóa cộng đồng không thể thiếu của mỗi người dân địa phương, nhằm gửi gắm niềm tin, ước vọng vào các vị thần linh để cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến với lễ hội, mỗi người như được trở về nguồn cội, được sống trong không gian thiêng liêng, thỏa mãn nhu cầu tâm linh để có thêm ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, hướng con người tới những giá trị chân, thiện, mỹ.